Điện tử 360.com xin kính chào các bạn. Arduino 360 xin kính chào các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ mở hộp và review cho các bạn một bộ sản phẩm đang rất đắt khách tại Arduino 360. Đó là bộ học tập Arduino. Bộ học tập Arduino do Arduino 360 cung cấp thì có 3 bộ. Đầu tiên là bộ Easy Arduino, là bộ cơ bản nhất. Tiếp theo là bộ Arduino cơ bản, là một bộ nâng cao của bộ Easy Arduino. Và cuối cùng là bộ Arduino nâng cao. Trước tiên thì tôi sẽ mở hộp bộ học tập Easy Arduino. Khi mở hộp ra thì bên trong hộp sẽ có một tờ giấy. Đây chính là danh sách các cái linh kiện và module ở bên trong bộ học tập này. Đầu tiên là Arduino Uno R3. Là bộ học tập Arduino thì không thể thiếu được một con Arduino. Đây chính là Arduino Uno R3. Là loại dán. Tiếp theo là sensor CUV5. Đây chính là sensor CUV5. Màn hình LCD 16x2. Cảm biến chuyển động PIR. Cảm biến nhiệt độ độ ẩm. Hiện tại sản phẩm này bên chúng tôi đang hết hàng cho nên là trong bộ học tập này đang bị thiếu. Tiếp theo là cảm biến nghiêng. Cảm biến nghiêng thì các bạn nhìn trên màn hình này, nó gần như là con tụ ấy. HDX. Cảm biến siêu âm thì hiện tại chúng tôi đang hết hàng cho nên là trong bộ này đang bị thiếu. Cảm biến ánh sáng. Đây chính là cảm biến ánh sáng. Điều khiển hồng ngoại. Ở đây bao gồm mắt thu và remote. Nút nhấn giữ, nút nhấn nhả. Bên trong cái túi này có cả nút nhấn giữ, nút nhấn nhả này, LED 7 thanh này, nút bấm này, IC74HC595, còi chip 40p male header, chính là dăm đực 40. Điện trở 1K, 10K, 220, các loại điện trở được đóng gói trong một túi. Các loại tụ điện ở bên trong một túi. Và bên trong này còn có một cái connector pin 9V. Đèn LED gồm có LED màu xanh, màu đỏ và đèn LED RGB. LED RGB chính là cái đèn LED 4 chân này. Dây test board. Test board thì chúng tôi cung cấp 3 loại, đó là dây cái, dây đực đực và dây đực cái. Mỗi loại sẽ có 20 sợi. Tiếp theo là một cái bo test. Và cuối cùng là vỏ hộp. Đây là bộ học tập Easy Arduino, là bộ học tập Arduino cơ bản nhất. Bây giờ thì tôi sẽ mở hộp bộ học tập tiếp theo, là bộ học tập Arduino cơ bản. Đây là danh sách linh kiện của hai bộ học tập Easy Arduino và Arduino cơ bản. Các bạn có thể nhìn thấy bộ Easy Arduino thì sẽ có 33 chi tiết và bộ Arduino cơ bản sẽ có 39 chi tiết. So với bộ Easy Arduino thì bộ Arduino cơ bản sẽ nhiều hơn module RTC. Đây chính là module RTC, chính là module của DS1307. Theo là module LED 7 thanh. Đây là module LED 7 thanh. Servo motor. Đây là động cơ servo. Remote RF315. Bộ RF315 thì bao gồm một module thu và một tay phát RF. Ngoài ra có thêm biến trợ xoay. Bây giờ thì tôi sẽ mở hộp cho các bạn tiếp cái bộ học tập Arduino nâng cao.
So sánh giữa bộ Arduino cơ bản và Arduino nâng cao thì các bạn có thể thấy bộ Arduino nâng cao của tôi sẽ nhiều hơn một số chi tiết. Cụ thể nó sẽ có 48 chi tiết. Cái chi tiết chênh lệch đầu tiên nó chính là module led ma trận này. Module Bluetooth HC06. Động cơ bước. Động cơ DC. Module RFID cộng với thẻ NFC và thẻ RFID. Bàn phím 4x4. Đây là transistor S9013 và diode 1N4007. Vừa rồi thì tôi đã mở hộp và giới thiệu cho các bạn ba cái bộ học tập Arduino của Arduino 360. Ba cái bộ học tập này thì được đóng gói lại từ các cái linh kiện và module rời. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có duy nhất Arduino 360 chúng tôi đóng gói combo các cái linh kiện này lại với nhau. Cái việc mà chúng tôi đóng gói và bán combo các cái linh kiện và module này lại với nhau thì sẽ mang lại những cái lợi ích nhất định cho khách hàng. Đầu tiên là giá bán. Thì chúng tôi sẽ cung cấp tới các bạn một cái giá bán nó hợp lý hơn, nó phù hợp hơn bởi vì chúng tôi bán combo. Cái tiếp theo là chúng tôi sẽ xây dựng tài liệu có các video hướng dẫn, có cốt mẫu cho các bạn học tập. Và chúng tôi cũng có đội ngũ kỹ thuật viên hỗ trợ các bạn trong quá trình học tập. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn quan tâm tới bộ học tập Arduino của Arduino 360 thì xin mời các bạn truy cập vào trang điện tử 360.com hoặc arduino360.com để theo dõi giá bán chi tiết và cập nhật những chương trình khuyến mại dành cho các bạn sinh viên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Điện tử 360.com xin chào và chúc các bạn thực hiện thành công. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách subscribe, like và share. Xin cảm ơn các bạn.